2-3 tháng đồng, tầm 2-3 tháng đồng tập trung. Mới tách ra được khoảng 5-7 gốc thôi. Bộ rất là to dài luôn. Ấy, nhìn cái đít nó phẹp phè ra luôn. Nó thấy vừa thấy người nó mới người nó không đấu nữa chứ không là tại bỏ mà nên là nó thấy động người nó lại chạy. Đang đấu thì người đứng lại cái là nó hãi luôn.